Bạn nhận được một thông báo trên điện thoại với nội dung Internet sẽ ngừng tồn tại sau 7 ngày nữa. Bạn ném thiết bị sang một bên và tiếp tục xem phim. Bỗng bạn thấy thông báo tin nóng hiện lên và biên tập viên thời sự lặp lại y chang những gì bạn mới đọc trong tin nhắn. Kênh này phát sóng trực tiếp cảnh người dân hoảng loạn trên phố như mất trí. Bạn nhìn ra ngoài cửa sổ căn hộ và thấy mọi người đang cầm điện thoại và laptop chạy nháo nhào khắp nơi. Bạn đi xuống dưới và đứng trong một con hẻm để tránh vụ hỗn loạn này. Phía sau bạn, có người đang đi vòng vòng với đầu óc trống rỗng, liên tục lẩm bẩm không còn Internet. Bạn nhận được một cuộc gọi từ số không xác định, nói rằng bạn phải gặp một người ở một địa điểm không xác định. Bạn mở bản đồ trên điện thoại và lái ô tô đến đó. Nhìn từ bên ngoài, nó có vẻ là một tòa nhà bị bỏ hoang. Nhưng bên trong, nó lại là một cơ sở công nghệ cao với các nhà khoa học đang mặc bộ đồ hazmat và áo khoác phòng thí nghiệm. Bạn đến vừa kịp lúc diễn ra cuộc họp hướng dẫn. Một nhà khoa học có mái tóc hoa râm bước vào phòng trình chiếu và bắt đầu bài thuyết trình của mình. Ông ấy giải thích rằng ngày nay có hơn 4 tỷ người đang sử dụng Internet và chẳng có cách nào để ngăn không cho mạng lưới toàn cầu sập. Hiện có hơn 74 zettabyte dữ liệu trực tuyến. Một zettabyte bằng 1.000 tỷ gigabyte. Nói chung là rất nhiều số 0. Một tài liệu Word cho 1 gigabyte dữ liệu chứa khoảng 65.000 trang. Vậy là với 74.000 tỷ gigabyte. Ôi trời, quá nhiều số 0 đến nỗi tôi không thể đọc hết trong một hơi được. Nhưng nó vào khoảng 4.810.000 trang. Một tờ giấy A4 dày 0.1mm. Với mỗi gigabyte, chúng ta sẽ có 7 mét giấy xếp chồng lên nhau. Nghe được nửa chừng bài thuyết trình thì ai nấy đều ngủ gật. Nhưng những người mặc áo khoác phòng thí nghiệm ngay lập tức bắt tay vào việc. Bạn được chỉ định hỗ trợ việc in ra Internet. Bạn đảm nhận vị trí trong dây chuyền lắp ráp cùng với hàng trăm người khác. Hôm nay là ngày đầu tiên bạn làm việc này và bạn đang xử lý một cái máy in. Toàn bộ khu phức hợp chứa vô số máy in. Mọi người liên tục đi lại, mang giấy tờ từ xe tải vào. Bạn khởi đầu với việc in mọi thứ liên quan đến sức khỏe. Sau đó, bạn chuyển sang các tài liệu quan trọng khác. Bạn chẳng có thời giờ mà đọc bất cứ thứ gì, nhưng cũng phải đảm bảo sao cho một tài liệu có khoảng 8.000 từ. Bạn làm việc từ sáng đến tối, sau đó bàn giao công việc lại cho ca đêm. Bạn chỉ được phép nghỉ trưa, tổng cộng 20 phút thư giãn chân tay và đi vệ sinh. Ai nấy đều làm việc một cách máy móc. Chương trình thời sự ẩn nền cho thấy các quốc gia trên toàn thế giới đang thực hiện phần công việc của họ. Ở đầu đối diện của cơ sở là các đội khác. Họ tải xuống video và tập âm thanh. Sau khi ca của bạn kết thúc, nhân viên trực đêm đến. Bạn chấm công và về nhà. Bạn nhận ra rằng trong suốt cả ngày hôm nay, tất cả các đội trên toàn cầu chỉ mới in được không quá 1% thông tin. Cảm thấy nản lòng, bạn nhìn xung quanh. Việc tạo nội dung mới đã bị cấm, trừ khi đó là việc cực kỳ khẩn cấp. Mỗi ngày, thông tin được tạo ra nhiều đến nỗi ta chẳng có đủ thời gian mà tải xuống. Bạn quay lại dây chuyền lắp ráp. Đêm qua, bạn không ngủ ngon giấc nên chẳng tập trung nổi. Mọi người xung quanh bạn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Ngay trước giờ ăn trưa, một số người ngất xỉu tại nơi làm việc và được điều trị ngay tức thì. Có nhiều người khác đang ở chế độ chờ, sẵn sàng đảm nhận công việc. Bạn in phần còn lại của các tài liệu quan trọng nhất. Sau đó, bạn chuyển sang dữ liệu cấp 2 như các bài báo, blog, vân vân. Ca của bạn bị kéo dài thêm 2 giờ nữa. Bạn kiệt sức lê thân về nhà và hoàn toàn thụ động, chẳng chuẩn bị gì cho ngày hôm sau. Bạn đến nơi làm việc thì thấy một khu phức hợp mới toanh đã được xây ở bên cạnh. Rõ ràng là người ta đã xây nó chỉ trong một đêm. Bạn được chỉ định đến tòa nhà mới. Nhiệm vụ của bạn là in thêm nhiều bài báo ra giấy. Bạn lại phải tăng ca thêm 1 giờ nữa. Ai nấy đều quá mệt mỏi để làm bất cứ chuyện gì và khó mà mở mắt. Chỉ còn vài ngày nữa, nhưng Internet mới in được ra có 15% thôi. Họ đang chuẩn bị một tòa nhà khác với nhiều máy in hơn nữa. Màn đêm sắp buông xuống rồi mà bạn vẫn đang làm việc. Cuối cùng, đội làm ca đêm cũng đến và nhận việc, nhưng lại không cho phép bạn rời đi. Họ yêu cầu bạn ở lại trong một phòng tập thể. Bằng cách này, bạn có thể tiết kiệm thời gian do không cần di chuyển từ nhà tới chỗ làm. Người ta hộ tống bạn đến căn phòng mà bạn sẽ ở chung với hàng trăm người khác. Bạn cố gắng ngủ nhưng bó tay. Bạn cứ lăn lộn trên giường, mắt mở thao láo. Một hồi chuông đánh thức bạn, đã đến lúc ăn sáng nhanh gọn. Lần lượt, những người làm ca đêm trở về phòng tập thể. 20 phút sau, bạn quay lại dây chuyền lắp ráp. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi, họ càng thúc giục bạn nhiều hơn. Bạn nhìn ra bên ngoài, không hiểu từ đâu mà các tòa nhà mọc lên như nấm.
xe tải chuyên chở giấy chạy qua lại gây ùn tắc giao thông. Một căn hầm dưới lòng đất đã được xây dựng ở sa mạc Sahara. Nó trải dài hàng dặm và đủ lớn để lưu trữ toàn bộ tài liệu và hồ sơ. Mỗi xe chở vài tấn giấy. Sau đó, máy bay vận chuyển loại hàng hóa quý giá này đến sa mạc Sahara. Ngày càng có nhiều người không thể chịu nổi và ngủ gật trong khi đứng. Quá trình sản xuất bị chậm lại và một hồi chuông khẩn cấp vang lên để số người nhận việc tăng lên. Nhưng nhân sự không đủ. Nhiều người đang ứng biến và làm nhiều việc cùng lúc. Toàn bộ hệ thống đã mất kiểm soát. Nếu quá trình sản xuất dừng lại dù chỉ nửa giờ, hàng tấn thông tin sẽ không được in ra. Bạn đi đến phòng tập thể để nghỉ ngơi thì thấy có nhiều lính mới. Hiện tại trong cơ sở này có hàng nghìn người đang làm việc. Bạn quay lại dây chuyền lắp ráp và tiếp tục in. Nhưng ai cũng như đang lơ lửng trên mây. Việc sản xuất chậm hơn so với dự kiến, dù cho chỉ còn 2 ngày nữa. Tin tức cho thấy người dân trên phố vẫn đang hoảng loạn. Nhiều người đang tự quay phim chính mình, nhưng cũng vô ích thôi, vì phim sẽ không được lưu trữ. Vì toàn thế giới đã làm việc gấp đôi thời gian kể từ ngày đầu tiên, nên khoảng 70% Internet đã được in ra. Nhưng chúng ta sắp hết giấy mất rồi. Các nhà máy sản xuất giấy không thể đáp ứng kịp với nhu cầu. Có khi tới ngày cuối cùng sẽ chẳng còn một tờ giấy nào. Bạn cảm thấy áp lực khủng khiếp, ai nấy đều lo lắng. Mọi người mắc lỗi ngày càng nhiều hơn. Việc này làm chậm quá trình in lại. Do các máy in hoạt động không ngừng nghỉ trong 6 ngày, nên nhiều máy đã bị hỏng và phải được thay bằng máy khác. Đây rồi, chỉ còn vài giờ nữa thôi. Đêm qua bạn trằn trọc không sao mà ngủ nổi. Trên thực tế, cả thế giới đã thức trắng, chờ đợi màn đếm ngược diễn ra. Toàn bộ thông tin quan trọng đã được in ra, còn lại là những thông tin không quan trọng bằng. Tuy nhiên, chúng ta không nên lãng phí nguồn đó, nên tất cả mọi người, bao gồm cả đội làm đêm, cũng đang làm việc gấp đôi thời gian. Các công ty sản xuất giấy cũng vừa kịp lúc tìm ra cách để sản xuất nhiều giấy hơn. Bạn đang nhắm mắt, cơ thể bạn yếu ớt. Điều duy nhất bạn khao khát là chiếc giường thân yêu. Bạn đói và cảm thấy nặng trịch. Đội video và âm thanh đã chính thức hoàn tất quá trình tải xuống và sao lưu mọi thứ. Chỉ còn một vài quốc gia vẫn đang in ra thông tin. Bạn đang bấm in một cách máy móc, điều chỉnh số từ và sửa lệ. Bạn đã thực hiện công việc này lâu đến nỗi bây giờ nhắm mắt bạn cũng có thể làm được. Nhưng thỉnh thoảng bạn lại giật mình và cố gắng tập trung vào công việc. Cả thế giới đều chăm chú theo dõi sự kết thúc của Internet. Chỉ 0,5% dữ liệu vẫn chưa được in ra. Nhưng chỉ còn vài phút nữa thôi là Internet sẽ hoàn toàn sập. 3, 2, 1. Và Internet chính thức không còn tồn tại nữa. Thay vì gây ra những cuộc hỗn loạn ở khắp mọi nơi, mọi người chỉ lặng lẽ đứng trên phố. Dường như họ đã chấp nhận hoàn cảnh. Điện thoại bây giờ chỉ còn được dùng để nghe gọi, nhắn tin và thực hiện một số việc cơ bản. Nếu muốn tìm thông tin gì đó, người ta sẽ đến thư viện và nhà sách. Trong vòng 7 ngày đầu tiên, nền kinh tế của thế giới lao dốc. Các công ty phải tìm cách làm việc khi không có Internet. Hệ thống ngân hàng sụp đổ vì người dân đã rút hết tiền trong tài khoản của mình. Không còn tin tức trên mạng xã hội và hashtag cho khoảnh khắc có lẽ là căng thẳng nhất trong lịch sử. Bạn thở hắt ra và quay về nhà, sống ngày đầu tiên không có Internet của thế giới.